Phương, bạn dạ. đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 6 năm. Dạ, em quen nhau 8 tháng. Lúc đó em mới 24 và tới giờ 6 năm luôn. Dạ. Hay là mình có đặt ra cái chuẩn như thế nào sao? Có dạ, khó cũng, tìm quá. Cũng không dạ. Tại vì do em sáng đi làm tối về nên em cũng không có thời gian để tiếp xúc với nhiều người, nên là em vẫn chưa quen được ai. Bây giờ em đã muốn thật sự muốn lập gia đình chưa? Dạ có, muốn rồi mới lên đây chị. Tại vì là lâu nay là không có đối tượng nên là không có dành thời gian thôi chị. Rồi, giờ điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mạnh thì... Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn nó suy dạ. nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ nha. Bình kia có mối tình 8 tháng, mình có mấy mối tình? Dạ, em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 vậy anh. Trời đất ơi. Ủa, chơi mà có thiệt luôn vậy đó hả? Có thiệt cái nó giỡn vậy bạn? Kinh đúng không? Nói kinh nghiệm thì em cũng không dám, nhưng mà cũng chút chút anh ơi. Chút chút rồi. Dạ, mối tình đầu tiên của em là dài nhất. Bao nhiêu năm? Được 2 năm. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Tại khả năng lúc đó chắc có lẽ là em cũng còn hơi nhỏ, chưa có suy nghĩ được đến cái vấn đề lập gia đình cái lúc đó. Còn giờ suy nghĩ là lập gia đình được rồi đúng không? Dạ, mạnh luôn nha anh. Lấy liền không? Lấy liền anh. Mấy tháng? Được 3 tháng làm luôn. Trời, có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 được, tháng luôn, gì được, luôn. Dạ, chuẩn bị rồi chị Cát Tường ơi. Em là cái người mà gọi là tự lập từ nhỏ. Nhà cửa thì em cũng có rồi. Công việc thì em thì cũng gọi như là ổn định thì cũng chưa ấy, nhưng mà cũng gọi là tạm rồi chị. Ừ. Nói chung lấy vợ được, ok ạ. Rồi, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái ngoại hình dễ nhìn rồi, chiều cao từ 1m53 đổ lên là được. Chỉ cần bạn gái là biết nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình và biết chia sẻ là được. Đơn giản vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn trai có mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không, hay có tật xấu gì không bạn? Dạ, ưu điểm của em cũng khoảng vài chục chị ạ. Như là em tự lập từ nhỏ, rồi thứ hai là em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì cũng nhiều lắm, cũng biết nhậu, cũng có hút thuốc, lâu lâu hay cằn nhằn. Tại cái công việc của em nó hơi bị áp lực. Nãy giờ hết rung chưa em? À, nghĩ ra cái ưu điểm gì của mình chưa? Ủa, tôi qua tôi sao kỳ vậy? Cổ rung quá, cổ hiền lắm. Trời ơi, chồng em dễ thương quá, rung cái gì? Dạ. Bắt tay coi. Dạ. Trời ơi, tay lạnh ngắt à coi. Đâu có gì đâu rung. Ngoài tưởng tượng của anh nãy giờ à. Là em hiểu anh nói gì rồi ha? Dạ, dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hơi nóng tính. Người đẹp nóng tính, không có đề gì cả. Dạ. Gì nữa? Em không có thích kiểu mà hay cằn nhằn này kia đâu. Ô, kiểu cằn nhằn. Bên kia cằn nhằn đó, bớt đi nha. Bớt đi em ơi nha. Dạ. Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Biết nấu ăn, bên dạ. kia cũng nấu. Hai người dành nấu. Không ai ăn. Em nhường em nấu. Rồi, gì nữa? Mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì cao 1m65 đổ lên. Bên kia nghi quá, sao nhiêu bên đó nhiêu? Yếu rồi anh ơi. Yếu. Bên nào cũng yếu. Bên nào yếu rồi, yếu gì nữa. Qua cái đó đi. Nhưng mà em không thích hút thuốc, mà anh kia hút thuốc. À, anh hút thuốc thì thực sự ở nhà thì không có hút, nhưng mà đi làm hoặc là lâu lâu uống cà phê với bạn thì có hút. Cái đó có thể bỏ được. Không có thích gia trưởng, quan tâm chia sẻ là được rồi anh. Vậy thôi ha. Dạ. Thôi anh thấy được á. Dạ. Được, cưới liền, không chỉ 3 tháng làm luôn. Dạ. Để coi bà mối qua coi. Tôi khó mà, đâu có giỡn. Chào chị. Trời ơi, đây được, không, đây cũng được, ngon lành. Nhưng mà sao mạnh miệng dữ vậy đó hả? 3 tháng được là cưới luôn. Dạ, được cưới luôn, tại vì mẹ em nói rồi, sang năm 2017 là không có vợ hoặc là không có người yêu dẫn về cho mẹ thì ra đảo ạ. Ra đảo ạ? Mẹ em chọn em ba quần đảo rồi, tự chọn. Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc. Em muốn chọn nơi nào thì chọn. Rồi em chọn nơi nào? Em thì để hết năm 17 đó em mới chọn được chị. Mình có coi tuổi coi tác gì không? Dạ không. Giờ thích đẻ mấy đứa con nè. Con thì cứ càng nhiều càng tốt rồi chị. Nổi không? Cố gắng hết sức anh. Bây giờ 3 tháng đám cưới đúng không? Dạ. Bây giờ tôi bàn nha. 3 tháng được là cưới luôn rồi. 3 tháng được cưới luôn. Sính lễ gì chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Xong hết rồi chị. Được, cặp này sáng sủa. Chỉ tiền mua về thôi. Được em. Được sao quá đi chứ trời ơi. Rất được. Cặp này được à. Mình bây giờ là mình hỏi với người thân xem. Dạ, em có đi với em trai với mấy bạn đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này cũng trầm ổn, chắc cũng bản lĩnh. Thì giống như chị nói lúc nãy á, tính chị thật ra đúng không thích cằn nhằn. Nếu anh có thể sửa được thì anh chị có thể tiến với nhau được thì quá tốt. Không, anh sẽ cố gắng, tại vì anh nói là đôi khi thôi. Đôi khi cái công việc của anh nó bị nhiều, nó áp lực nhiều quá, nó bị chết. Còn bình thường thì ok. Anh hứa là anh sẽ không có cào nhào, bớt cào nhào. Còn hứa với em nói gì nữa, lo cho em nữa được.
Em có chứ. Dạ. Nếu mà em cần cái gì thì dạ cái đó anh thì sẽ... anh hứa với chị em được rồi, còn riêng em thì biết nhậu là được rồi ạ. Trời đất ơi, chưa gì chọn kiếm bạn nhậu rồi đó hả? Hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ em đi với một anh bạn thân. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào chương trình. Nói chung là anh là cũng là người bạn và người anh thân thiết của em Kỳ. Gia đình rất là thoáng. Riêng về nhận xét của anh về em Kỳ, rất đàn ông và bản lĩnh, siêng năng làm việc và biết chia sẻ công việc với người phụ nữ. Mong muốn là hai người có một cái cơ hội tốt để đến với nhau. Rồi, ok. Được á. Bây giờ kéo màn lên đi. Khí thế lên coi. Rồi bây giờ hợp nhau nữa là tiến tới hôn nhân luôn. Bắt đầu 3 tháng. 3 tháng nha Cương. Anh có bó hoa với món quà nhỏ tặng chị. Dạ, cảm ơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó mình sẽ nói cảm nhận về những gì mình suy nghĩ về đối phương. Anh cảm nhận em là người rất là xinh, cười rất là tươi nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em trắng, rất là xinh. Dạ. Không lẽ đen. Nếu mà bình thường mình đến được với nhau á, thì khoảng được bao nhiêu tháng em có thể kết hôn được? Dạ, thì nếu như mà hợp nhau thì càng nhanh càng tốt. Theo như em nghĩ thì chắc thời gian là cỡ 6 tháng đến 1 năm. Ok. Dạ. Ba được không? Dạ, dạ cũng được ạ. Dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu có vấn đề gì với em không? Tại vì em thì em cũng xa quê, cho nên là em muốn ở làm dâu thì em cũng được ok. Tại vì á, nếu mà có cái chuyện gì hay là này kia mà làm dâu mà nó khó khăn á thì em cứ chia sẻ với anh. Anh dạ. Cũng là người rất thích là chia sẻ và mình nên ngồi nói chuyện với nhau để mình gỡ những cái khúc mắc ra. Em gái đó, em cảm nhận anh thế nào? Dạ được. Được phải không? Dạ. Có sao xuyến, có rung động gì chưa? Dạ khó quá. Nói thiệt mà, để tôi biết đường của tính chuyện hôn nhân nè. Dạ có. Có, thấy chưa? Cô nha, phải nói ép cô vậy cô mới trả lời. Bây giờ tính vô chuyện hẹn hò đi. Đảng bom với lại Long Thành mình đưa đón sao mình hẹn hò sao, đưa ra kế hoạch luôn đi. Thì công việc của anh thì cũng là có đi ca, thì cố gắng anh sẽ sắp xếp lên nhiều nhất, một tầng thì 2 lần. Em ok thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lên nhiều. Đứng lên, đứng lên. Thì muốn 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Nắm tay cậu đi, nắm tay cậu. Nắm tay, nắm tay cậu đi. Xin phép. Xin phép gì đó. Nắm hai tay đằng bằng hai tay bên. Nhìn vô, nhìn, tay vô nhìn vô mắt cổ. Nắm hai tay rồi. Em hãy về đội của anh. Anh sẽ cho em một cái niềm tin và một cái dựa dẫm vững chắc. Đội gì? Đi thi đấu gì hả? Dạ. Để đâu nghe đi đâu luôn. Có đội gì đấy đó. Em về cái chuyện tình em cũng khó nói. Hát hát hát. Dạ em cầm tay em quên hết rồi. Em không hát được. Thôi được rồi anh. Anh Việt Linh. Em ngại. Dạ muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Tạo điều kiện như vậy không chịu. Dạ. Anh này dở thiệt luôn á. Trời đổ mồ hôi chân à. Em hồi hộp. Thôi bây giờ nói một câu đàng hoàng, thật tình cảm, cảm xúc của mình. Em cho phép anh được đưa đón cũng như là quan tâm em mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ rồi đi. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi vào vấn đề. Còn bạn gái, bạn thấy sao? Em cũng thấy anh cũng được, cho nên là mình nghĩ là cho nhau một cơ hội. Có hôn chưa? Dạ hôn rồi. Hôn rồi hả? Mà lâu quá quên rồi. Giờ nhớ nụ hôn không? Quên không? Họ nhắc lại nha. Rồi. Ok. Đặt tay vào nút bấm đi. Tôi đang đối diện với bà con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, khán giả, cả triệu người đang theo dõi các bạn. Bấm nút là chúng đồng ý quen với nhau. Một, quyết định. 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Tại sao chậm vậy? Giật mình. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Run quá cái nút nó. Rung quá tìm không ra cái nút hả? Trời cô gái dễ thương quá à. Nắm tay cổ đi, cổ rung lắm. Hình như cái rung động đầu đời đấy. Dạ. Đúng không? Đúng không? Rung quá vậy? Hùng gái đi cho đỡ rung đi.